bạn, hôm nay xin giới thiệu với các bạn bộ phim truyền hình Trung Quốc Bạn Trai Robot của tôi. Bộ phim có thể loại khoa học viễn tưởng mang đậm phong cách tình yêu lãng mạn thời hiện đại với độ dài 42 tập. Do nhà mạng GTV phát hành từ ngày 21 tháng 10 năm 2019 vào các tối thứ hai, thứ ba và thứ tư hàng tuần, mỗi ngày 2 tập. Bộ phim với sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ đẹp đang nổi lên rực rỡ, được đông đảo người hâm mộ quan tâm chờ đợi. Nam diễn viên ngôi sao điển trai ưa nhìn với phong cách lịch lãm sang trọng, Phương Triều đóng vai nam chính Lâm Mạc Bạch. Nữ diễn viên Hương Trời Sắc Nứa cùng với ánh mắt trang nhã Mao Hiểu Đông đóng vai nữ chính Tử Mộ Ngân. Bộ phim kể về chuyện tình trăm cây nghìn đắng giữa nữ nhà báo xinh đẹp với anh bác sĩ giàu có vốn dĩ là robot giả danh. Chuyện phim bắt đầu từ nữ nhà báo Tử Mộ Ngân xinh đẹp thông minh từ lâu đã thầm yêu một chàng bác sĩ thế gia giàu có. Rồi đến lúc Tử Mộ Ngân cũng gặp gỡ và hai người kết duyên với nhau cho đến khi cô gái phát hiện ra bí mật không tưởng. Lâm Mạc Bạch là chàng trai làm bác sĩ thông minh tài giỏi nhưng không may gặp tai nạn nặng nề trong một chuyến đi thám hiểm dã ngoại. Lâm Mạc Bạch được cha mình cứu sống nhưng nửa cơ thể bị hàn gắn trí tuệ nhân tạo, bi kịch xảy ra khi anh rơi vào tình yêu với nữ nhà báo. Nữ diễn viên Mao Hiểu Đồng đã đóng được 16 bộ phim từ năm 2008 với nhiều vai diễn đa dạng, nhận được rất nhiều cơn mưa lời khen. Các phim gần đây Mao Hiểu Đồng đã tham gia là Thanh Xuân Của Ai Chẳng Nổi Loạn, Mỹ Vị Kỳ Duyên Không Thể Không Yêu. Nam diễn viên Phương Triều còn là một ca sĩ thiên phong, đóng được 8 bộ phim từ năm 2012, tạo được nhiều tiếng vang khá tốt. Phương Triều đã đóng các bộ phim gần đây là Vũ Thay Phong, Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh, Mùa Hè Của Hồ Ly phần 2. Sự kết hợp của đôi diễn viên trẻ đẹp tài năng này hứa hẹn sẽ tạo nên một bộ phim giả tưởng, lãng mạn, hấp dẫn và gây cấn không thể bỏ qua. Chúc mọi người có dịp được thưởng thức một bộ phim hay với nhiều chuyện cổ tình tiết lôi cuốn từ đầu tới cuối, phù hợp cho mọi lứa tuổi. Hẹn gặp lại các bạn trong những dịp khác. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.